Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tổng duyệt diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì tổng duyệt diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sáng 17 tháng 4 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả buổi tổng duyệt, nhấn mạnh so với các đợt hợp luyện trước đó, lực lượng tham gia diễu binh diễu hành đã có rất nhiều nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Đối với phần biểu diễn của đoàn nghi lễ quân đội trước lễ diễu binh diễu hành, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu lực lượng tham gia nghiên cứu, tập luyện thêm các động tác khi chuyển đội hình, làm rõ hình ảnh tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ trong phần biểu diễn. Bên cạnh đó, lực lượng pháo lễ lưu ý đảm bảo thời gian bắn chính xác, khối dân công, hỏa tuyến, xe đạp thồ, động tác cần dứt khoát thể hiện được hào khí Điện Biên năm xưa. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến lễ kỷ niệm không còn dài, trong đó bao gồm cả các ngày nghỉ lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chỉ đạo lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cần đi vào tinh chỉnh hàng ngũ, đặc biệt chú ý các động tác khi chuẩn bị diễu binh, diễu hành qua lễ đài. Trong quá trình cơ động tới tỉnh Điện Biên, lực lượng tham gia diễu binh diễu hành cần nêu cao trách nhiệm, sẵn sàng khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Khi tới Điện Biên, nếu có vấn đề phát sinh, các khối báo cáo kịp thời với tiểu ban diễu binh, diễu hành để được hỗ trợ, điều kiện tối đa tùy theo tình hình thực tế tại địa bàn. Các khối của quân đội sẽ tiến hành hợp luyện riêng tại Điện Biên trước khi tham gia sơ duyệt, tổng duyệt cùng các khối của công an và quần chúng để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra ngày 7 tháng 5 năm 2024. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của lễ kỷ niệm. Để chuẩn bị tốt nhất cho hoạt động diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Tiểu ban diễu binh diễu hành đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện chặt chẽ nghiêm túc theo đúng chương trình. Thời gian qua, các khối được huấn luyện đúng trình tự, từ cơ bản đến nâng cao, thuần thục động tác cá nhân đến hợp luyện theo đội hình các hàng, đội hình khối. Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, cơ quan thường trực Tiểu ban diễu binh diễu hành thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong công tác huấn luyện, tổ chức thống nhất lại những động tác còn yếu của các khối, cũng như thống nhất phương pháp tổ chức duy trì luyện tập cho các khối phù hợp với từng giai đoạn huấn luyện. Ngoài các buổi tập luyện, Tiểu ban diễu binh diễu hành đã tổ chức 6 lần hợp luyện theo kế hoạch. Sau mỗi lần hợp luyện đã tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cụ thể đến từng khối và có ý kiến chỉ đạo khắc phục. Khi tham gia hợp luyện, các khối đã bảo đảm trang phục, vũ khí, trang bị thống nhất, sát đúng với điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính thức. Về chất lượng huấn luyện, hợp luyện của các khối, đối với các khối đứng đã đảm bảo thời gian đứng nghiêm trong quá trình luyện tập được từ 180 đến 210 phút. Quá trình đứng nghiêm bảo đảm tốt về tư thế tác phong nghiêm túc, đúng kỹ thuật động tác. Các khối đi đã được huấn luyện cơ bản kỹ thuật động tác đi đều, đi nghiêm. Quãng đường đi nghiêm qua khán đài đã đạt được 120 đến 150 m. Các khối có súng thực hiện động tác mang súng, treo súng, vác súng đi đều, nâng súng, đi nghiêm, cơ bản bảo đảm đúng về kỹ thuật động tác. Qua các buổi hợp luyện cho thấy, nhìn chung chất lượng công tác huấn luyện diễu binh đã có nhiều tiến bộ rõ rệt, động tác đội ngũ khối bảo đảm thống nhất, đồng đều, các khối đã hiệp đồng chặt chẽ, giữ được hàng ngang, hàng dọc và hình thành hàng chéo trong quá trình đi. Các khối đi nghiêng bước chân cơ bản chắc, có độ bền trong quá trình đi, một số khối động tác đánh tay dứt khoát, có độ dừng tương đối tốt. Tiêu biểu một số khối có kết quả tốt như khối chiến sĩ đặc nhiệm, khối chiến sĩ đặc công, khối nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam. Cùng với việc tổ chức chỉ huy cơ động lực lượng diễu binh, diễu hành tới tỉnh Điện Biên chặt chẽ, đúng thời gian và bảo đảm an toàn, Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã chỉ đạo bảo đảm toàn diện công tác hậu cần cho các lực lượng diễu binh diễu hành tại thành phố Điện Biên Phủ, bảo đảm tốt về quân nhu, quân trang, vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng dịch, tổ chức tốt hoạt động khám kiểm tra sức khỏe hàng ngày, phòng chống say nắng, say nóng cho bộ đội. Chiến dịch Điện Biên Phủ, ta cho kẻ thù nếm những đòn cay đắng nhất. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi của sức mạnh toàn dân đánh giặc dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Theo đó, cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đưa Việt Nam bước sang thời kỳ mới, miền Bắc quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, chiến thắng Điện Biên Phủ cũng mở ra trang sử mới cho lịch sử nhân loại, cổ vũ, động viên các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh, tự giải phóng, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta và cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Trong cuốn hồi ký Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã viết, hàng ngày ở sở chỉ huy khi nghe báo cáo số quân địch chết vì bị bắn tỉa, số lương thực đạn dược, thả dù mà bộ đội ta đoạt được, tôi lại nghĩ ta đang cho kẻ thù nếm những đòn cay đắng nhất. Về phía địch, 15 giờ ngày 13 tháng 4 năm 1954, một máy bay oanh tạc B-26 của địch đã ném bom trúng vào chỗ binh lính của chúng đang chiếm đóng ở phía bắc khu trung tâm Mường Thanh. Sau trận ném bom nhầm này, quân địch còn lại ở Điện Biên Phủ càng hoang mang hoảng sợ. Về phía ta, Bộ Chỉ huy Chiến dịch chỉ thị cho các đại đoàn phải dùng phân đội nhỏ, đánh lấn kết hợp với công kiên thường. Trong thời gian này, chẳng những bộ đội ta đã liên tục dùng lực lượng nhỏ vây ép, đánh lấn địch dưới mặt đất, mà việc bắn máy bay triệt nguồn tiếp tế tiếp viện của địch cũng được chú ý tăng cường. Lực lượng pháo cao xạ của đại đoàn 351 đã cùng với các đơn vị súng máy phòng không của các đại đoàn bộ binh tạo thành một hệ thống lưới lửa khống chế bầu trời Điện Biên Phủ trong tầm cao từ 3 km trở xuống. Không ngày nào là không có máy bay địch bị bắn rơi hoặc bị thương. Máy bay phải thả dù từ độ cao 3 km nên 1/3 số dù đó đã rơi vào khu vực trận địa của ta. Việc nhặt dù, đoạt dù tiếp tế của địch đã trở thành một phong trào sôi nổi ở khắp các đơn vị và ta đã thu được khá nhiều đạn dược các loại, nhất là đạn lựu pháo 105mm, đạn cối 120mm, 81mm cùng nhiều lương thực thuốc men. Chỉ riêng Trung đoàn 57 tại Hồng Cúm trong 15 ngày đã đoạt được của địch 120 tấn đạn dược và lương thực. Phong trào bắn tỉa sang Tây cũng phát triển mạnh, gây nhiều thiệt hại cho địch. Mọi loại súng lớn nhỏ đều được bộ đội ta đưa vào tham gia bắn tỉa, làm cho tinh thần địch rất căng thẳng. Chỉ riêng trong nửa cuối tháng 4, các chiến sĩ bắn tỉa của Trung đoàn 57 đã tiêu diệt được 100 tên địch. Các chiến sĩ bắn tỉa của Đại đoàn 312 tiêu diệt 110 tên và làm bị thương hơn 40 tên khác. Các đại đoàn 308, 316 cũng đạt được kết quả tương tự. Kỷ lục bắn tỉa cao nhất thuộc về đồng chí Lục Văn Thông. Trong một ngày diệt được 30 tên địch. Những tân binh được các chiến sĩ cũ kèm cặp rèn luyện về chiến thuật và bắn súng trong thực tế chiến đấu ngay trên chiến hào. Họ đều tiến bộ rất nhanh, có những người sau một thời gian ngắn đã biết sử dụng tất cả các loại súng và trở thành thiện xạ. Các khẩu đội sơn pháo 75mm mới được đưa vào chiếm lĩnh trận địa ở đồi D, E, thường xuyên chúc nòng bắn thẳng vào khu trung tâm làm binh lính địch vô cùng kinh hoàng. Một buổi sớm trong một trận đấu pháo không cân sức, đại đội sơn pháo 75mm bố trí trên đồi E, mặc dù chỉ còn lại một khẩu đội của đồng chí Phùng Văn Khầu, vẫn kiên cường tiếp tục chiến đấu, liên tục bắn hỏng 4 khẩu lựu pháo 105mm của địch dưới trận địa trung tâm Mường Thanh. Trong cuốn hồi ký Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã viết, trên đồi A1, các chiến sĩ thu được những bao tải nặng trịch, bên trong chứa toàn cát, chúng cũng được việc cho ta. Một lần tiểu đoàn trưởng thấy bên ngoài bao có chữ search, vội ngăn không cho anh em đưa ra làm công sự. Chọc lưỡi lê vào bao, rõ ràng là đường trắng, một thứ của quý đối với bộ đội ở mặt trận. Có những thứ hàng mà không ai nghĩ tới. Một chiếc dù mang toàn những cây nước đá. Đây là thứ hàng không thể bỏ vào kho lâu ngày, anh em đập đá ra chia nhau rửa mặt mũi chân tay, thậm chí tắm. Có chiếc dù mang theo toàn bộ rau tươi, salad, hành tây, tỏi tây và cả húng láng. Những người từ Hà Nội tham gia chiến dịch lại có dịp nhớ tới những vườn rau ngoại thành. Tiểu đoàn 225 lượm được một dù toàn sách báo, trong một gói có 2 cuốn tiểu thuyết và lá thư của vợ De Castri gửi cho chồng. Đơn vị xin ý kiến Bộ Chỉ huy Mặt trận cách xử lý với lá thư. Chủ nhiệm chính trị Lê Liêm nói nên chuyển lại cho De Castri. Ta thông báo trên bộ đàm, Chỉ sau 1 giờ, đúng theo quy ước, một tên lính Pháp mang cờ trắng tới điểm hẹn, nhận lá thư và 2 cuốn sách đem về Mường Thanh. Hằng ngày, ở sở chỉ huy, khi nghe báo cáo rốt quân địch chết vì bị bắn tỉa, số lương thực, đạn dược thả dù mà bộ đội ta đoạt được, ông lại nghĩ ta đang cho kẻ thù nếm những đòn cay đắng nhất. Quả như vậy, với cách đánh này, ta đang giành thắng lợi mà không tốn phí nhiều xương máu của chiến sĩ, không phải tiêu thụ nhiều đạn dược. Mỗi thứ chiến lợi phẩm này đều có những tác động khác nhau, vừa khiến cho kẻ địch đã khốn khó càng khốn khó thêm, vừa mang lại những cái ta cần, biến thành sức mạnh của ta và tiếp tục giáng xuống đầu quân địch. Lại đỡ công chuyên chở nhiều ngày trên những chặng đường lửa. Máy bay địch tăng cường ném bom dữ dội, nhiều vị trí trú quân bị bom địch làm trụi hết cây cỏ. Một buổi, nghe tin địch thả bom vào khu vực đoàn bộ của đại đoàn 316 liền trong 1 giờ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi điện thoại cho anh Lê Quảng Ba, hỏi thăm tình hình thiệt hại. Anh Ba vui vẻ trả lời, báo cáo anh, không có việc gì cả, chỉ cháy mất cái quần đùi của một cậu phơi trên nóc hầm. Tối hôm đó, địch đưa tin, trận oanh tạc, trong ngày tại Điện Biên Phủ đã tiêu diệt Việt Minh được 1.200 người. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.